Thưa quý vị và các bạn, sáng Chủ nhật hôm nay chúng ta lại có dịp đồng hành với nhau. Mỗi lúc, mỗi nơi, chúng ta đều phải có sự quyết định. Và sự quyết định ấy chấp nhận hay không chấp nhận một điều kiện được đưa ra. Và sự quyết định vô cùng quan trọng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình sau đó. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đồng hành với chương trình Đi tìm ẩn số. Thưa quý vị, Đi tìm ẩn số do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Tường thực hiện. Chương trình này được sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Định. Thưa quý vị, đến với chương trình Đi tìm ẩn số, quý vị và các bạn có dịp khám phá chiếc cặp mà trong đó giá trị của nó lên đến 100 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ tất cả đã được sẵn sàng. 26 người mẫu sẽ mang theo 26 chiếc cặp, trong đó chứa 26 ẩn số. Nào xin mời. Thưa quý vị, đi tìm ẩn số cần 26 người chơi và hiện nay mới có 21 thí sinh đang ngồi vào vị trí. Thế thì 5 thí sinh còn lại ở đâu? Chúng tôi sẽ chọn lựa ngẫu nhiên bất kỳ từ hàng ghế của quý vị khán giả. Hãy kiểm tra số ghế của mình và nếu như số quý vị trùng khớp số của chúng tôi trên màn hình, quý vị sẽ là thí sinh của chương trình. Đợt đầu tiên chọn 4 người, đợt tiếp theo chọn thí sinh thứ 26. Nào, xin mời phòng máy bắt đầu lựa chọn ngẫu nhiên. Khối 2 và hàng số 3, chúc mừng. Thưa quý vị, và chúng ta tiếp tục lựa chọn thêm một thí sinh nữa, đó là thí sinh thứ 26. Xin mời phòng máy. Thí sinh thứ 26 ngồi ở khối 1, hàng thứ 3 và ghế số 1. Chúc mừng! Chào mừng quý vị các bạn đang đến vòng 1 của chương trình Đi tìm ẩn số. Quý vị các bạn thân mến, chúng ta đã có đầy đủ 26 thí sinh và họ đã sẵn sàng cho vòng thi thứ nhất với 5 câu hỏi thuộc các lĩnh vực khác nhau. Khi tôi hỏi xong và nói 5 giây bắt đầu, đây cũng là thời gian các thí sinh chọn lựa trên bàn phím A, B, C hoặc là C. Và cách tính điểm như sau. Thí dụ, trong câu hỏi có 25 thí sinh đáp đúng và 1 thí sinh đáp sai. Như vậy, 25 thí sinh đáp đúng ấy mỗi người được 1 điểm. Trong trường hợp, 25 thí sinh đáp sai, duy nhất có 1 người đáp đúng, người duy nhất ấy sẽ được 25 điểm. Có nghĩa là câu hỏi càng khó, ít người đáp đúng, điểm càng cao. Thưa quý vị, và cuối cùng, hai thí sinh cao điểm nhất sẽ chiến thắng bước vào vòng thi tiếp theo. Hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt chúc cho các thí sinh chúng ta may mắn, tự tin. Câu hỏi thứ nhất như sau, loài côn trùng nào có thể xoay đầu được 360 độ? A. Châu chấu. B. Chuồn chuồn. C. Bọ ngựa. Và D. Bọ hung. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, trong các loài côn trùng chỉ có bọ ngựa là có thể xoay đầu 360 độ. Như vậy C là đáp án chính xác. Có 12 thí sinh đáp đúng, 14 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được 14 điểm. Và trong số các thí sinh đáp đúng có hai người nhanh tay nhất bấm bàn phím xin được giới thiệu. Đó là bạn Thiên Đình 14 điểm. Nhì bảng thuộc về bạn Đàm Nguyệt 14 điểm. Chúng ta cùng bước sang câu hỏi thứ hai. Nguyễn Thị Hinh là tên thật của nhà thơ nào? A. Đoàn Thị Điểm. B. Hồ Xuân Hương. C. Bà Huyện Thanh Quang. Và D. Trần Tế Xương. 5 giây bắt đầu. Ừ.
Thưa quý vị, bà Huyền Thanh Quang tên thật là Nguyễn Thị Hinh, sống ở thế kỷ 19, quê ở làng Nghi Tàm, nay thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội. Chồng bà làm tri huyện Thanh Quang thuộc Thái Ninh, tỉnh Thái Bình. Do đó, bà có tên gọi là bà Huyền Thanh Quang. Như vậy C là đáp án chính xác. Có 15 thí sinh đáp đúng, 11 thí sinh đáp sai. Như vậy, 15 thí sinh đáp đúng, mỗi người được cộng thêm 11 điểm. Câu hỏi số 3. Loài cá nào định vị bằng âm thanh để tìm đường đi? A. Cá heo. B. Cá voi. C. Cá mập. Và D. Cá đuối. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, cá heo và dơi giống nhau ở điểm định vị bằng âm thanh để tìm đường đi và săn mồi. Như vậy A là đáp án chính xác. Có 21 thí sinh đáp đúng, 5 người đáp sai. Mỗi người đáp đúng cộng thêm 5 điểm. Chúng ta cùng bước sang câu hỏi thứ tư như sau. Lễ hội Halloween diễn ra vào tháng mấy? A. Tháng 9. B. Tháng 10. C. Tháng 11. Và D. Tháng 12. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, Halloween được tổ chức vào đêm 31 tháng 10 hàng năm. Đây là một ngày hội vui vẻ, nhộn nhịp vô cùng, nhất là đối với trẻ em. Đặc biệt, trong ngày này, mỗi nhà thường trang trí lồng đèn làm bằng quả bí đỏ. Thưa quý vị, như vậy B là đáp án chính xác. Có 16 thí sinh đáp đúng, 10 người đáp sai, mỗi người đáp đúng được cộng thêm 10 điểm. Thưa quý vị, và sau câu hỏi thứ tư, chúng tôi xin được tổng kết 4 thí sinh đứng đầu bảng sẽ là ai? Bạn Thanh Tiến, 40 điểm, chúc mừng. Nhì bảng thuộc về bạn Quế Thanh đồng 40. Vị trí thứ ba thuộc về bạn Thúy Hiền, 40 điểm. Và vị trí thứ tư thuộc về bạn Đàm Nguyệt, 30 điểm, chúc mừng. Và bốn thứ tự ấy sẽ có nhiều thay đổi, bởi vì chúng ta còn câu hỏi thứ năm như sau. Mạch nước ngầm lớn nhất thuộc quốc gia nào sau đây? A. Italia. B. Austria. C. Australia. Và D. Bulgaria. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, mạch nước ngầm The Great Artesian Basin nằm dưới khoảng 1/5 diện tích nước Australia, tức là nước Úc. Nguồn nước ngầm khổng lồ này trải dài trên 1.711.000 km vuông và có trữ lượng nước ước tính là 64.900 triệu lít. Mạch nước được hình thành cách đây từ 100 cho đến 250 triệu năm. Như vậy, C là đáp án chính xác. Có 10 thí sinh đáp đúng và 16 thí sinh đáp không chính xác. Mỗi thí sinh đáp đúng được cộng thêm 16 điểm. Giây phút hồi hộp gần kề, trong số 26 thí sinh, ai là hai thí sinh cao điểm nhất chiến thắng? Xin được công bố. Thanh Tiến 56 điểm, chúc mừng. Vị trí nhì bảng thuộc về bạn Phương Thái, đó là hai thí sinh chiến thắng, xin chúc mừng. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng 2 của chương trình Đi Tìm Ẩn Số. Thưa quý vị, bạn Thanh Tiến và bạn Phương Thái là hai người đã chiến thắng bước vào vòng thi này. Bây giờ, xin mời hai bạn hãy có đôi lời tự giới thiệu về bản thân mình với quý vị khán giả. Xin mời. Xin chào tất cả quý vị khán giả, em tên là Trần Thanh Tiến, hiện là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sư phạm. Đến với vòng cuộc thi Đi Tìm Ẩn Số thì thật sự vào đến vòng 2 này thật sự là rất là may mắn.
và rất mong sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả. Chúng tôi xin mời thành viên thứ hai. Dạ, em tên Nguyễn Hữu Phương Thái, thì em là sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải. Hiện nay em cũng có làm thêm ở quán bánh mì tươi Reddy để phụ tiền đi học. Thì em rất vui là khi được tham gia chương trình này và rất là may mắn khi được vào vòng cuối. Trong giai đoạn này, chỉ cần bấm bàn phím là có 3 triệu của giải thưởng cố định. Ai nhanh tay hơn mà thôi. Và giải thưởng cố định sẽ không quay trở lại nếu như các bạn từ chối. Còn bây giờ thì cơ hội như nhau. Trong vòng thời gian 5 giây, khi các bạn thấy ở đây đèn màu chớp tắt, thì đây là thời điểm để bấm bàn phím trước mặt. Bây giờ tất cả đã được sẵn sàng. Giải thưởng cố định dành cho người chiến thắng vòng thi thứ nhất. Từ từ đèn tối xuống. 5 giây, cơ hội giành giải thưởng cố định bắt đầu. Đèn đã chớp lên rồi, hãy bấm bàn phím và giành 3 triệu. Và xin mời, thời gian đã hết. Thưa quý vị, hãy dành một tràng pháo tay, hai thí sinh chúng ta đi tiếp. Thưa quý vị, và như vậy hai thí sinh của chúng ta sẽ trải qua một đề thi mà như chúng tôi nói. Nhìn lên màn hình, đề toán hiện lên và tính nhẩm. Các bạn phải nghĩ cho mau và cho nhanh, bấm bàn phím đèn sáng lên, giành quyền ưu tiên và đáp đúng sẽ là người chiến thắng. Bấm bàn phím mà nói sai thì đồng nghĩa người cùng chơi sẽ là người chiến thắng. Bấm bàn phím mà chần chừ, không nói ngay đáp án cũng là phạm quy. Bấm bàn phím đèn không sáng mà nói thì kết quả đó cũng không được công nhận. Tất cả cơ hội như nhau cho hai bạn. Và hãy hết sức bình tĩnh. Khán giả hãy cổ vũ cho họ những tràng pháo tay nồng nhiệt. Đề thi hiển thị lên màn hình. 93 cộng 12 trừ mấy thì bằng 100 hết. Xin mời bạn Tiến. 11. Đáp án không chính xác. Trừ cho 5 thì mới bằng 100. Chúng tôi xin chúc mừng. Bạn là người chiến thắng bước vào vòng thi tiếp theo. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng thi đặc biệt của chương trình Đi tìm ẩn số. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy vòng thi thứ nhất tìm ra hai thí sinh cao điểm nhất để rồi họ tranh quyền ưu tiên vào vòng thi thứ ba này. Và bây giờ thì người đang ở vị trí vòng thi đặc biệt này đó là bạn Phương Thái. Hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt và chúc mừng cho Phương Thái. Cảm tưởng của bạn lúc này như thế nào khi bạn là người chiến thắng bước vào vòng thi đặc biệt và đối diện với các chiếc cặp? Thật bất ngờ và vui sướng. Bất ngờ và vui sướng mà còn gì nữa? Nhiều hơn không hả? Bạn sẽ thật yên tâm bởi vì sẽ có những người thân hỗ trợ. Dạ. Hãy giới thiệu những người thân của mình. Dạ, người thân của em tham gia chương trình hôm nay là bạn Trương Thị Hồng Hạnh và cháu của em là Đăng Khoa. Em tên là Trương Thị Hồng Hạnh, là giáo viên đang dạy tại trung tâm Cần Duộc ạ. Và bạn với bạn Thái là quen nhau bao nhiêu lâu rồi ạ? Dạ, tụi em quen nhau cũng 5 năm rồi. Ừ, rồi chừng nào mới làm đám cưới? Dạ, cái chuyện đó còn xa vời quá anh ơi. À, có tùy thuộc vào chương trình này không? Ừ, chắc có. Hãy vỗ tay thật to đi các bạn. Và một người cổ động viên, một người cháu cũng rất là yêu cậu, cũng có mặt trong chương trình hôm nay. Xin mời bé Đăng Khoa hãy có đôi lời tự giới thiệu về mình. Dạ, con tên là Lê Nguyễn Đăng Khoa, học sinh lớp 4, trường Tiểu học Bán Công Long Đi Vinh, quận Nhất. Bên này lại đến đây để cổ vũ cho cậu Thái. Chúc cậu làm sao? Chúc cậu lấy được 100 triệu về. Bây giờ bạn Thái thân mến, bạn thấy 26 chiếc cặp đã sẵn sàng trước mặt. Và những giá trị bên trong của những chiếc cặp đó như thế nào đều được hiển thị trên màn hình. Ở phía cánh trái trên màn hình là những giá trị nhỏ từ 1.000 đồng cho đến 500 ngàn. Đây là những giá trị bạn cần phải chọn và mở nó ra. Bởi vì sao? Bên phải sẽ là những giá trị lớn từ 1 triệu đồng cho đến 100 triệu đồng. Hãy giữ gìn lại ít nhất là 3 con số lớn nhất, 25, 50 và 100 triệu để ngân hàng sẽ chào mua chiếc cặp của bạn giá được cao. Nhưng bây giờ, bạn hãy cho biết giữ lại chiếc cặp số 18 may mắn lúc ban đầu của mình hay có quyền đổi bất kỳ cặp nào tùy ý. Em quyết định giữ lại. Xin mời bạn Thiên Thanh mang cặp 18 đến cho bạn Phương Thái.
cọc này sẽ được giữ đến mức nào? Có thể nếu bạn chưa bán cho ngân hàng thì nó sẽ còn ở lại với bạn đến cuối cùng. Và ngân hàng sẽ bắt đầu chào giá sau mỗi đợt bạn chọn, lúc đầu là 6 cặp, sau đó 5, 4, 3, 2, 1. Nếu bạn đồng ý bán cho ngân hàng, bạn sẽ bấm vào bàn phím và nói chấp nhận. Còn nếu bạn không chấp nhận thì đóng hộp lại và nói không chấp nhận. Và chúng ta lại tiếp tục mở những chiếc cặp khác. Bây giờ thì bạn hãy chọn đợt đầu tiên 6 cặp. Cặp đầu tiên chọn cặp số 5. Mai Ngọc chuẩn bị. Cặp số 5 đã sẵn sàng. Kết quả bên trong giá tiền của nó là 10.000 đồng. Còn 5 cặp nữa. Bây giờ là cặp số mấy? Cặp tiếp theo cặp số 10. Xin mời bạn Minh Tâm chuẩn bị. Cặp số 10 sẵn sàng. Kết quả là 75.000 đồng. Tiếp tục chọn còn 4 cặp nữa. Lỡ rồi tới luôn 15. Tới 15 luôn. Kim Liên chuẩn bị. Bạn đang may mắn với những số nhỏ bên cạnh trái. Tiếp tục giữ sự may mắn của mình. Cặp 15 từ từ mở. Một triệu đồng thôi. Sao cả. Còn 3 cặp nữa. Cặp số 20. Cặp 20 sẽ là giá trị bao nhiêu? Chúng ta cùng chờ xem kết quả. 10 triệu đồng. Con số ở giữa cái bảng bên phải. Tiếp tục bạn còn 2 cặp nữa. Cặp số 1. Bạn Lê Hằng chuẩn bị. Bạn Lê Hằng nghĩ gì? Từ từ. Một triệu 250.000 đồng. Còn một cặp nữa thôi. Xin mời. Cặp số 6. Cặp số 6 là cặp cuối cùng của 6 cặp đầu tiên. Xin mời. 7.500 đồng. Ngân hàng gia định chào giá đợt đầu tiên để mua chiếc cặp 18 của bạn. Xin lưu ý, mở cặp càng nhỏ giá chào càng cao. Và những đợt đầu thì giá thấp, càng về sau nếu bạn giữ được những con số lớn, giá trị sẽ tăng lên rất nhiều. Alo, xin chào, đại diện của ngân hàng chúng tôi nghe. Xin cảm ơn rất nhiều. Đợt đầu tiên này ngân hàng gia định chào mua chiếc cặp số 18 của bạn là 550.000. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Không chấp nhận. Và như vậy bạn sẽ có cơ hội mở 5 cặp nữa. Hạnh chọn em. Xin mời Hồng Hạnh. Hạnh sinh ngày 13, hãy chọn thử coi. Chọn cặp số 13. Chọn cặp số 13 ngày sinh nhật của Hoài Phương. Chục ngày đầu, chúc mừng. Còn 4 cặp nữa. Mở ngày, mở tháng luôn. Em cộng cặp số 8. Một tháng sinh nhật của mẹ luôn. Cặp số 8, chuẩn bị. 20 triệu đồng. Còn 3 cặp nữa. Cặp số 11. Cặp số 11 đã sẵn sàng. Xin mời. 25.000 đồng. Còn 2 cặp nữa. Chọn cặp số 16. Số 16 Ngọc Tuyền. Cặp 16 có kết quả là 250.000 đồng. Còn một cặp nữa thôi. Bi ơi, chọn cho anh Thái một cặp. Bi. Chọn cho cậu một cặp. Chọn cho cậu một cặp. Cặp số mấy? Số 22. Sao chọn số 22? Chọn đại.
đại luôn. Đại luôn, biết đâu may mắn đúng không nè. Rồi. Cặp 22 là đề nghị, còn quyết định cuối cùng thuộc về bạn. Cũng là cặp 22 luôn. Bích Tuyền chuẩn bị, đây là cặp cuối cùng của đợt này. Ngân Hàng xin chào gái, xin mời. 20.000 đồng. Bì quá giỏi. Ngân Hàng chào giá. Bạn vẫn còn giữ được ba con số tuyệt vời. Số 20 triệu đã mở ra, nhưng 25, 50 và 100 triệu vẫn còn. Đây là điều cực kỳ quan trọng để Ngân Hàng sẽ chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn Ngân Hàng. Giá lập tức tăng lên. Cặp 18 Ngân Hàng Gia Định chào mua là 1.700.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Đi tiếp. Bạn sẽ có cơ hội mở 4 cặp nữa. Chọn cặp số 4. Bạn kim ngưỡng chuẩn bị. Kết quả là 100.000 đồng. Tiếp tục còn 3 cặp. Chọn cặp số 9. Cặp số 9 giá trị là bao nhiêu? Chúng ta cùng chờ xem. 1.000 đồng, giá trị nhỏ nhất. Còn 2 cặp nữa. Hãy cảm nhận sự may mắn giữ gìn và bớt những cánh cửa bên trái. Em chọn cặp số 14. Cặp 14 từ từ mở. 15. Wow, con số cũng khá cao. Không đáng ngại lắm. Còn một cặp nữa. Em chọn cặp số 26. Phương Ngân chuẩn bị. Kết quả là 2.500 đồng. Ngân Hàng chào giá. Rất may mắn, hãy giữ gìn sự may mắn lại của mình. Alo, chúng tôi nghe. Wow, xin cảm ơn Ngân Hàng rất nhiều. Ngân Hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 18, giai đoạn này là 3.400.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Không chấp nhận. Và như vậy bạn sẽ có cơ hội mở 3 cặp nữa. Em chọn cặp số 24. Tú Thanh chuẩn bị. Từ từ mở xem là ở vị trí nào. 4.000.000 đồng. Không phải, nhưng mà ở trên cao. Tiếp tục còn 2 cặp nữa. Em chọn cặp số 7. Bạn Bảo Thi chuẩn bị. Số 7 là giá trị nào? 15.000 đồng. Còn một cặp nữa thôi. Ngân Hàng chào giá. Hãy hết sức bình tĩnh, còn cẩn trọng. Hạnh, mở cho anh cặp. Thấy sinh tháng 12 á. Thấy chọn 12 thử đi. Được rồi. Tháng mới nãy 20 triệu rồi. Tháng mới nãy 20 triệu sợ mà tháng rồi. Tháng của Hạnh thì lớn mà tháng của Thái thì nhỏ. Ủa vậy hả? Tháng của Hạnh thì lớn mà tháng của Thái thì nhỏ. Rồi nghe em luôn. Nghe chọn cặp luôn. Số 12. Nhưng mà nhớ có điều gì xảy ra. Không sao. Có ảnh hưởng gì không? No problem. Không có ảnh hưởng gì. Cặp 12 Kim Phượng chuẩn bị. Triệu đồng thôi. Và bây giờ Ngân Hàng sẽ tiếp tục chào giá chiếc cặp số 18 của bạn như thế nào. Bạn rất may mắn khi giữ lại của đợt này ba con số chặt chẽ bên nhau, 150 và 25 triệu. Đây là bí quyết cần thiết và quan trọng để giúp cho Ngân Hàng chào tăng giá cặp 18 lần. Chúng tôi đang chờ kết quả của Ngân Hàng. Xin cảm ơn Ngân Hàng. Ngân Hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 18 giai đoạn này là 7.900.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Wow. Chỉ cần 2 cặp nữa thôi, Ngân Hàng sẽ chào giá. Chọn cặp số 19. Khán giả ngồi vị trí số 19 dự đoán. Em tên là Quế Thanh, em đoán cặp 19 là 100 triệu đồng.
Nếu Quý Thanh đứng đứng tiền thưởng dành cho Quý Thanh là bao nhiêu bạn có biết không? 1.200.000 đồng. Bạn học hành đó trời ơi. Cặp 19, bạn Quế Thanh đoán là 100 triệu. Xem bạn có đúng đúng Mỹ Loan. Hai triệu đồng. Bé Khoa vừa vỗ tay. Chúng ta tiếp tục chọn một cặp nữa. Chọn cặp số 3. Vị trí số 3, bạn Áo Hồng dự đoán. Em tên là Trần Nguyễn Kiều Tiên, em xin dự đoán cặp số 3, 50 triệu. Nếu Kiều Tiên đoán đúng, tiền thưởng dành cho bạn sẽ là 1 triệu đồng. Kim Uyên chuẩn bị. Từ từ mở. 100 triệu đồng. Nhưng không sao, bạn vẫn còn 50, 25 triệu và biết đâu 50 triệu nằm đây. Chúng ta cùng nghe ngân hàng gia đình sẽ mua chiếc cặp số 18 giai đoạn này ra sao. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn ngân hàng. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 18 giai đoạn này là 6.500.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Không chấp nhận. Bạn có cơ hội chọn một cặp nữa thôi, ngân hàng sẽ chào giá. Em chọn cặp số 17. Xin mời vị trí 17 dự đoán. À, tôi tên Trần Minh Trung, xin dự đoán cặp 17 là 25 triệu đồng. Anh Trung thường mến, nếu anh đoán đúng tiền thưởng dành cho anh sẽ là? Không biết. 800.000 đồng. Cặp 17 đã sẵn sàng. Xin mời bạn Thu Huyền chuẩn bị. $500.000. Wow. Cái chớp mắt của bạn Thu Huyền làm tất cả mọi người đều giật mình, sửng sốt. Ngân hàng tiếp tục chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Wow, xin cảm ơn. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 18 giai đoạn này là 8.400.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Bởi vì bạn vẫn còn 50, 25 triệu sát nhau đúng không? Vâng. Chỉ cần một cặp nữa thôi, hãy chọn và ngân hàng sẽ chào giá. Em chọn cặp số 2. Thí sinh ngồi ở số 2 dự đoán. Em là chuyên gia Duy Việt, em đoán cặp này là 5 triệu đồng. Bạn Việt thân mến, nếu bạn đoán đúng tiền thưởng dành cho bạn sẽ là? 600.000 đồng. Đúng vậy. Thử xem nha. Phương Quyên chuẩn bị. 25 triệu đồng. Wow, chưa đoán đúng. Và ngân hàng sẽ tiếp tục chào giá. Kịch tính đã tăng cao khi giá trị của cặp cao nhất và cặp nhỏ là khoảng cách từ 5 triệu cho đến 50 triệu. Chúng tôi nghe. Xin cảm ơn. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 18. Giai đoạn này là 9 triệu đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Bạn đang bước vào một giai đoạn phiêu lưu mạo hiểm. Vâng ạ. Và bạn sẽ chấp nhận cái giá của sự mạo hiểm phiêu lưu. Vâng ạ. Nếu như mở cặp tiếp theo ra, bạn hãy né con số 50 triệu đi nha. Xin mời một cặp nữa thôi. Hạnh ơi, mở giùm anh. Cái cả đây là 23 thôi, mình mở 23 thử xem. Em quyết định chọn cặp số 23. Và vị trí 23 dự đoán. Tôi tên Nguyễn Tấn Hoàng, tôi đoán cặp 23 là 5 triệu đồng. Nếu anh đoán đúng, tiền thưởng dành cho anh sẽ là? 400.000 đồng. Biết đâu chính xác.
Cặp 23 đã sẵn sàng. Xin mời Tuyết Nga chuẩn bị. Năm mươi triệu đồng là không mong đợi. Thưa quý vị và các bạn, và ngân hàng sẽ tiếp tục chào mua chiếc cặp số 18. Vâng, bạn đã chấp nhận cái giá của sự phiêu lưu mạo hiểm như chúng tôi đã nói. Và bây giờ thì thử xem ngân hàng sẽ phải chào giá như thế nào đây. Vẫn may bạn đang còn con số tương đối là 5 triệu đồng. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn ngân hàng. Thưa quý vị, và bây giờ giai đoạn này, ngân hàng gia định chào mua chiếc cặp số 18 là 1.700.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Không chấp nhận, đi tiếp. Thưa quý vị, và như vậy chúng tôi xin mời bạn hãy tiếp tục chọn tiếp một cặp nữa, 21 hay là 25? Chọn cặp số 25. Cặp 25 sẽ được khán giả trong trường quay dự đoán. Chúng tôi sẽ chọn hai khán giả bất kỳ. Và xin mời quý vị kiểm tra số ghế của mình. Nếu trùng khớp với số trên màn hình, quý vị là khán giả may mắn chọn lựa. Và giải thưởng dành cho phần dự đoán này là 500.000 đồng. Nếu hai người cùng dự đoán đúng, tiền thưởng sẽ chia đôi. Xin mời phòng máy. Khối 6, hàng 3 và ghế số 4. Chúc mừng. Chúng tôi xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với sự chọn lựa của khán giả may mắn tiếp theo. Xin mời. Khối 4, hàng số 2 và ghế số 3. Chúc mừng chị. Khán giả đầu tiên dự đoán chiếc cặp số 25 là giá trị nào trong số các giá trị đang hiển thị trên màn hình? Tôi tên là Ái Nguyên, tôi xin đoán cái cặp này là 5 triệu. Nếu bạn đoán đúng, tiền thưởng dành cho bạn sẽ còn tùy thuộc vào người khán giả thứ hai. Xin mời chị. Tôi tên là Thu Thảo, tôi xin đoán cặp này là giá 5 triệu ạ. Hai người cùng đoán là 5 triệu. Nếu như đúng, tiền thưởng 500 ngàn, chia đôi. Chúng tôi xin mời bạn Anh Thư từ từ mở. 5.000 đồng. Ngân hàng chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn và xin tạm biệt. Thưa quý vị, đại diện ngân hàng nói rằng đây là đợt chào giá cuối cùng. Và chiếc cặp số 18 được mua với giá là 2.900.000 đồng. Bạn có đồng ý với giá của ngân hàng gia định chào bán, chào mua chiếc cặp 18 hay không? Ý hay em sao em? Thôi, lỡ tới đây rồi, đường nào thì cũng còn 1.500.000 thôi, chơi luôn. Xấu nhất là được 1.500.000. Còn bé Khoa nghĩ sao? Hay chơi luôn đi nè, cậu Thái ơi. Chấp nhận hay không chấp nhận giá 3.900.000 đồng? Em quyết định là không chấp nhận. Không chấp nhận. Thưa quý vị, và bạn đã từ chối giá 2.900.000 đồng của ngân hàng và quyết định không chấp nhận. Chúng ta sẽ đi tiếp chặng đường tiếp theo. Như vậy bạn sẽ phải cùng chúng tôi mời khán giả dự đoán thử xem cặp 18 là bao nhiêu, 5 triệu hay 1.500.000. Xin mời phòng máy. Khối 7, hàng 3 và ghế số 2. Chúc mừng. Chúng ta tiếp tục mời một khán giả nữa dự đoán. Khối 2, hàng 1 và ghế số 1. Chúc mừng. Và bây giờ chúng tôi xin mời khán giả may mắn dự đoán cặp số 18 là giá trị nào, 5 triệu hay 1.500.000. Xin mời bạn. Em tên là Nguyễn Tường Tân, em xin dự đoán cặp số 18 là 5 triệu. Và xin mời khán giả thứ hai. Em tên là Lê Hoàng Mỹ Hương, em xin dự đoán cặp 18 là 1.500.000. Như vậy là giữa Tân và Hương sẽ có một người có 500.000.
ngay sau đây thôi. Chúng ta sẽ mở chiếc cặp số 21. Xin mời Thúy Di. Xin chúc mừng bạn Tân đã đoán chính xác. Và bây giờ chúng tôi xin tiếp tục mời quý vị đến với ẩn số cuối cùng của chương trình hôm nay. Bạn Thiên Thanh sẽ là người mở chiếc cặp số 18. Thưa quý vị, ẩn số cuối cùng của chương trình cũng là tiền thưởng cho thí sinh. Chúc mừng bạn Phương Thái, tiền thưởng 5 triệu đồng. Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua những giây phút phiêu lưu cùng với những chiếc cặp. Thưa quý vị, chương trình Đi Tìm Ẩn Số do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Tường thực hiện với sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia đình đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng Chủ nhật tuần sau. Thân ái chào, tạm biệt.